Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là bị thủy đậu thì nên tắm nước lá gì thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Đầu tiên Trang sẽ trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi là bị thủy đậu thì nên tắm nước lá gì. Và thứ hai, một số những lưu ý khi bạn điều trị thủy đậu. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Và nếu video ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về việc bị thủy đậu nên tắm nước lá gì. Thủy đậu nếu được không phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bạn. Đồng thời những cái nốt mụn mủ đó nó sẽ bị lở lét và nó lan trên một diện rộng và nó làm cho da của bạn bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Nếu như là ở mặt hoặc là các nơi trên cơ thể của chúng ta thì rất là khó lành. Đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai cần phải lưu ý vấn đề này thật kỹ. Và khi bạn điều trị thủy đậu cùng với phác đồ điều trị của bác sĩ thì các bạn muốn tìm hiểu thêm có loại lá nào tắm để cho nhanh lành hay không, cũng như giảm đi cái hiện tượng ngứa rát trên da. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bạn nhé. Đầu tiên các bạn có thể tham khảo đó chính là nước lá chè xanh. Bởi vì nó có khả năng kháng viêm kháng khuẩn và làm sạch làn da cực kỳ tốt. Bạn chuẩn bị một nắm lá trà xanh tươi nè, rửa sạch ngâm qua nước muối đi. Sau đó để ráo và chúng ta vo nát. Bắt lên khoảng 2 lít nước, sau đó bạn nấu sôi đi và bạn cho lá vào bạn hãm trong vòng 15 phút. Và bạn lấy nước ấm đó bạn pha để chúng ta tắm bạn nhé. Mỗi tuần tắm từ 2 đến 3 lần để cho cái vết thương trên da của các bạn nhanh lành và sát khuẩn cực kỳ tốt. Tiếp đến đó chính là bạn có thể sử dụng lá mướp đắng hay còn gọi là khổ qua đó. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một nắm khổ qua cũng nấu như trên thôi. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ cho vào nấu luôn. Khi sôi lên á thì các bạn để cho ấm vào, các bạn pha nước, các bạn tắm. Bạn có thể tắm từ 2 đến 3 lần trên một tuần để nhanh hết cái triệu chứng bạn nhé. Hoặc là bạn sử dụng lá sầu đâu, chúng ta cũng nấu như trên. Hoặc là các bạn sử dụng cái loại lá để chúng ta tắm để trong việc hỗ trợ điều trị thủy đậu đó chính là lá tre các bạn nhé. Và chúng ta cũng nấu như trên thôi. Nói chung là có rất nhiều những loại lá để cho tất cả các bạn tắm trong việc hỗ trợ điều trị thủy đậu, nhưng đây là những loại lá an toàn nhất và thông thường mọi người thường sử dụng trà xanh hoặc là mướp đắng. Và các bạn chọn cái loại lá nào phù hợp nhất với mình đó, và những lưu ý dành cho tất cả các bạn đây. Nhớ là khi tắm với các loại lá thì chúng ta nên thử trước. Có nghĩa là bạn test thử coi da của bạn có bị dị ứng gì hay không. Nếu như dị ứng thì không tắm, bởi vì nó làm cho tình trạng vết lét cũng như là tình trạng da của bạn mẩn đỏ lên và nó làm cho tình trạng trầm trọng hơn. Các bạn cần lưu ý nhé. Chọn những cái loại lá khi tắm thì nhớ là không có chứa thuốc bảo vệ thực vật, và chúng ta phải biết rõ cái nguồn gốc lá đó được hái từ đâu, có an toàn hay không. Và nhớ là chỉ sử dụng mỗi tuần từ 2 đến 3 lần thôi, không sử dụng liên tiếp các bạn nhé. Bởi vì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Và các bạn cần lưu ý khi tắm thì tắm bằng nước ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh và không được chà xát trên người. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả các bạn khi tắm cùng với các loại lá trong việc hỗ trợ điều trị bệnh thủy đậu. Và một trong những lưu ý cho bạn là khi phát hiện những triệu chứng đầu tiên trên cơ thể thì phải đến gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và điều trị một cách kịp thời. Bởi vì thủy đậu để càng lâu thì biến chứng trên cơ thể càng nhiều. Nhớ là giữ vệ sinh thân thể thật sạch sẽ, vệ sinh cá nhân của mình đó, môi trường sống xung quanh và không tiếp xúc với người lành khi cái vết thương trên cơ thể của chúng ta chưa lành miệng. Và nhớ là không sử dụng chung vật dụng cá nhân hay là mặc chung đồ quần áo gì hết. Và chúng ta phải vệ sinh cũng như là giặt giũ chăn ga gối hiệm thường xuyên. Và tốt nhất nhà có trẻ em thì bạn nên mang khẩu trang lại đi các bạn nhé, để tránh cái hiện tượng là lây lan cho trẻ, cũng như không ôm hung hít trẻ trong giai đoạn này. Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng vào cơ thể, đặc biệt là những cái chất tăng cường sức đề kháng giúp cho bạn nhanh chóng điều trị khỏi bệnh. Và nhớ là thủy đậu thì phải điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Việc tắm các loại lá chỉ hỗ trợ thêm trên làn da thôi, chứ không quyết định rằng bạn sẽ điều trị dứt điểm. Các bạn cần lưu ý.
Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc dược sĩ Trang Nguyễn hoặc dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.